Hello, chào tất cả anh em. Hôm nay mình phân cỡ lương lớn nhỏ ra cho anh em xem nha. Cái nồng này là một ly giữ anh em. Cái lương mình nuôi tầm mới có 20 bữa. Lương này còn ăn trùng, mình phân cỡ ra cho bự nhỏ riêng để mình qua thức ăn. Trong quá trình mình nuôi nó ăn nó lớn không đều, mình phân cỡ ra sau đó mình nuôi nó sẽ đều đặn hơn, lương nó phát triển đồng đều. Mình nuôi mà mình không phân cỡ ra là lương bự ăn lương nhỏ, vì mình cho nó con lươn ăn nó lúc nào mà cũng nó đâu có đủ mồi đâu. Cái câu phân cỡ này rất là quan trọng, anh em không phải bỏ qua. Lòng này là một ly giữ nằm với mình phân cỡ như thế nào nằm ở trên, nó nằm dạng xây 3.000 con ký. Ba ngàn có rồi, 2.000 có, tại vì cái lòng một ly giữ nhiều khi mấy con bự nó hút cỡ nó vẫn đi nằm ở trên lòng. Này mình phân cỡ có một mình bưng ra bưng vô nó thành lồng. Vũ dây giá hải coi nó còn sót lương chống không. Chế vô rồi mình đợi một chút cho lương mấy con lương bé nhỏ rồi nó lọt xuống, đợi tầm can sao cho hết từ nhỏ đổ lương bự ra. Mình cỡ cũng đơn giản lắm rồi, nên là nuôi lương phải có một bộ phần cỡ. Mình ở đây là có đủ chưa, 1 ly 3 có, 1 ly giữ có, 1 ly 7, 2 ly 2, 3 ly 2. Nói chung mình nuôi lên mẫu là mình có đủ cỡ để mình phân ra cho nó lớn đồng đều. Nước nuôi lươn mình đang xài là nước ở dưới sông nha. Nước dưới sông mình bơm lên mình lắng trong 1-2 bữa rồi mình mới xài. Nhằm chỗ cũng có xài nước mát, nước vàng giếng, ai hợp nước nào thì nuôi nước đó.
mình đó giờ là mình nuôi nước sông bơm lên rồi mình lắng, mình để keo lắng cũng được, mình diệt khuẩn vô. Trước khi chặt lọc phân cỡ là mình phải ngưng cho nó ăn một bữa để con lươn nó khỏe, khi phân cỡ nó không bị mệt. Anh em nào nuôi lươn giờ tới giờ cho ăn là mình đã ăn dữ lắm. Rồi cái câu hai nước thôi là cũng ghiền. Cái lồng phân cỡ này mình mua tầm 700 mọi người, cái lồng bằng BK, ở dưới thì bằng y thọc đập luôn, xài ok lắm. Nó hơi nặng chút, lươn có nhiều loại, lươn bột, lươn mẫu 20.000 con 1 ký, lươn 10.000 con 1 ký, có loại mình đây thường bán mẫu 2.000 con 1 ký, 3.000 con 1 ký, mẫu 1.000 con 1 ký, 500 ký, 500 con 1 ký. Chung là mình nuôi lên xây bự là nó tiền, giá tiền nó sẽ cao hơn. Lươn mình đang chặt nó nằm dạng xây 3.000 có, 2.000 có. Cái nào nó gớt lòng thì nằm dạng có 4-5.000. Cái khúc này quên nè, quên đấu vô giật. Một nhóm lươn như là đổ vô đó, cái nó tập khoảng cỡ 2.000 con không người. Lượng nó càng nhỏ đầu con nó càng nhiều. Lương mà nó lên xây 1.500 mình dòm thấy lương nhiều chứ mình đếm không có đầu con. Em nào nuôi lươn chuyên nghiệp là dợp là đánh một hao nhiêu con là chính xác liền. Tại mình nuôi hoài mình hai nước thường ngày mình biết cắt gành.
lương thường xuyên là lên tầm cỡ 3-4 ngàn con ký mình mới chặt lồng rồi. Còn nhỏ, lương còn nhỏ mình chặt sót lương rồi bự nó xuống khỏe lương. Ý bự gì mà nó còn hay dính, nó quấn vô mấy cái cây sắt không chịu xuống. Anh em nào chưa biết thì tôi xem tham khảo nha. Anh em nào có mua giống đường bột, đường mẫu gì thì liên hệ mình có để số điện thoại gì ở dưới. Trại giống mình nằm ở An Giang mọi người chào anh. Thôi mình chào anh em nha. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ. Ngày mai mình sẽ quay một số giới thiệu với anh em một số thủy sản mình vừa nhập về cho anh em xem tham khảo.